Làm sao để liễu thoát sanh tử? Phải đạt tới chỗ vô lậu. Làm sao để chứng được vô lậu? Phải đoạn dục, trừ bỏ ái thì sanh tử hết và chứng được pháp vô lậu. Pháp vô lậu nói trong kinh Phật chính là cách thức làm sao để chữa bệnh, trừ bỏ niệm ô nhiễm để còn lại niệm thanh tịnh. Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Dịch: một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn chợt động tức mây che. Quý vị nên dốc lòng tìm hiểu kỹ ý nghĩa này, theo đúng đạo thì tiến, chẳng phải đạo thì thoái. Bài chứng đạo ca này đúc kết những điều tâm đắc trong một đời tu hành của Đại sư Vĩnh Gia, đã giải bày hết nỗi lòng của Ngài cho mọi người hay biết, có thể nói là chứa đựng một niềm thiết tha, không còn có gì giấu giếm. Chúng ta nghe xong bài ca nên học cho thuộc lòng, đọc thuộc một cách lưu loát, rồi mỗi ngày đọc tụng vài lần. Đó chính là một cảnh sách vô hình, một vị thiện tri thức vô hình vậy. Quý vị chẳng nên đọc lướt qua mà phải đọc cho thuộc một cách trôi chảy, kẻo uổng một buổi nghe chứng đạo ca. Quý vị đã thuộc ca từ, tự nhiên tâm thành, lãnh hội, thấm nhuần, quán thông, tức thấu hút suốt mọi ý nghĩa đạo lý trong đó. Nếu chẳng thuộc, tất nhiên chẳng thể lãnh hội một cách đúng đắn. Bởi vậy quý vị chẳng nên để cho buổi nghe kinh trôi qua vô ích, mà phải dụng tâm tìm hiểu kỹ càng những điều đã được nghe giảng. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Dịch: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thầy an nhiên, phòng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tênh. Thầy ta được thấy nhiên đăng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục. Mấy câu ở đoạn trên, tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất trệ không, phi đàn ngã kim độc đạt liễu, hàng xa chư Phật thể giai đồng. Tác giả nói về thiền tông thì thông đạt, mà giảng kinh thuyết pháp cũng thông đạt vô ngại. Tông và giáo hai thứ không chướng ngại với nhau và cùng dung thông với nhau. Ở đoạn này, hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, là ý nói người dụng công tu tập thì ở nơi nào lúc nào cũng là dụng công cả, đi đứng nằm ngồi trường hợp nào cũng đều tham thiền. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, nói thiền là chỉ nói một nửa của tiếng Phạn thiền na, dịch nghĩa ra là tu về tư duy, cũng dịch là tĩnh lự. Thế nào là tư duy? Chính là sự hồi quang phản chiếu, quay về cầu nơi mình mà không đi ra ngoài tìm kiếm, lấy sự tư duy để tu. Thế nào gọi là tĩnh lự? Tư lự là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì khó ngưng nghỉ, khó làm cho bất động. Khi vọng tưởng bất động gọi là tĩnh, tĩnh lự là trạng thái như như bất động, liễu liễu thường minh, nghĩa là tuy bất động mà rất sáng suốt, hay tuy sáng suốt mà lại bất động. Chữ động nghĩa là của dao động. Trạng thái tĩnh lự nó như thế nào? Ví dụ như trong nước có bùn đục, nếu không để cho nước yên lặng, bùn sẽ không lắng xuống, khiến cho nước vẫn đục, nhìn qua thấy nước không trong sáng. Cũng như vậy, tĩnh lự là khi mọi phiền não đều ở trong trạng thái tĩnh lặng. Còn tham thiền thì không phải khi ngồi mới là tham, đó là quan niệm chết về thiền. Phải quan niệm thiền một cách sống động, phải quan niệm thiền như con rồng, con hổ sống, tức là rất sinh động. Tuy nhiên sinh động như vậy mà bản thể của nó lại bất động. Đó chính là tu về tu duy, là tĩnh lự, là tham thiền. Muốn tham thiền, quý vị phải ngưng lại mọi vọng tưởng để cho trí huệ chân chánh xuất hiện. Rồi đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Lúc nào cũng không ngưng dụng công, lúc nào cũng trong trạng thái tu hành. Quý vị phải nhiếp tâm lại, dùng công phu đó cho tới khi thuần thục, đến chỗ trong không có tâm, ngoài chẳng có hình, đằng xa chẳng có một vật, vạn sự vạn vật đều gom lại làm một. Đó chính là nhất bổn tán vi vạn thù nhưng quy nhất bổn, hay nhất vi vô lượng vi nhất, tức là một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một, và phải đi tới một cảnh giới như vậy. Tại sao nói ở trong không có tâm, ở ngoài chẳng có hình, đằng xa chẳng có vật chất gì? Chẳng phải những thứ đó là không có, chẳng qua là quý vị đã làm cho tâm phân biệt của quý vị ngưng lại. Khi tâm phân biệt đình chỉ thì gốc trí huệ sẽ hiển hiện. Tại sao tâm thức phân biệt của chúng ta không nghỉ?
Mỗi ngày từ sáng đến tối, vọng tưởng cứ đến liên miên giống như sống trên mặt biển vậy. Bởi vì ta không dừng chúng lại, chúng ta nghĩ cái này, cái kia, nghĩ đông, nghĩ tây. Nếu như không có vọng tưởng thì chính là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chế phục cái tâm lại một nơi, tất cả mọi sự đều xong. Nói rằng sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Việc làm đã xong, sau không còn thọ sanh nữa. Đó là cái hay của tham thiền, chẳng còn phải chịu vòng sanh tử, cho nên đi cũng thiền mà ngồi cũng thiền. Ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên, ngữ là nói, mặc là không nói, động là hành động, tĩnh là không hành động. Thể an nhiên là bản thể an nhiên bất động, bất luận, lúc nói hay lúc không nói, lúc hành động hay lúc an tĩnh. Bản thể này là gì? Là Phật tánh của chúng ta. Phật tánh của chúng ta thì không dơ không sạch, không sanh không diệt, chẳng đi chẳng đến, chẳng tăng chẳng giảm. Cho nên nói bản thể an nhiên, tới được cảnh giới này rồi, thời túng ngộ phong đao thường thản thản. Giả sử có bị dao kẻ thân mình, kiếm chém vào mình vẫn tự tại, không thấy khổ đau. Tại sao vậy? Bị khổ chẳng qua là vì chấp trước. Nếu chúng ta phá được chấp trước thì đau khổ gì cũng không còn, khoái lạc gì cũng như không. Quý vị khoái lạc ư? Quý vị ham sự khoái lạc chính là quý vị chấp trước. Quý vị sợ đau khổ, đó cũng là chấp trước. Quý vị buồn rầu, đó cũng là chấp trước. Quý vị phiền não, đó cũng chấp trước. Nếu quý vị không còn chấp trước thì dầu có dao kiếm kề thân mình, quý vị cũng vẫn thản nhiên tự tại, hoan hoan hỉ hỉ, không còn tí gì là khổ sở gian nan. Giả nhiêu độc dược dã nhàn nhàn, nếu uống phải thuốc độc cũng coi như không, chẳng có gì là ghê gớm, lại có khả năng coi thuốc độc như cam lồ. Bất luận thuốc độc gì cũng vậy mà thôi, sao có thể được như vậy? Vì không chấp trước, chấp ngã và chấp pháp đã phá được, thuốc độc bèn hết tác dụng. Ví như sở tổ Bồ Đề Đạt Ma khi tới Trung Hoa, bị mọi người coi rẻ, bảng môn tà đạo coi rẻ, cho người tìm cách đầu độc tổ trước sau tất cả 6 lần, nhưng thủy chung vẫn không thấy kết quả gì. Đó chính là giả nhiêu độc dược thị nhàn nhàn. Thuốc dầu độc cũng chỉ là trò chơi, chẳng có vấn đề gì. Đây chính là một thí dụ để làm bằng chứng. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật. Ngã sư, đại sư Vĩnh Gia xưng như vậy. Ngã sư là ai? Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, là sư phụ của hết thảy mọi Phật tử, cho nên mới nói một cách chân thiết là thầy tôi. Đắc kiến nhiên đăng Phật là ý nói Đức Phật Thích Ca trong kiếp quá khứ đã gặp Phật Nhiên Đăng và được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho. Hồi đó trong thời kỳ tu nhân, Phật Thích Ca tu hạnh Đồ Đà. Có một hôm, nhân trên đường có một khúc bị ngập nước khó đi.